Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa. Cô Ngọc Béo tên thật là Tạ Thị Ngọc, từng nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với những clip quảng cáo cho nha khoa Hoàng Hương. Sau hợp tác truyền thông, Ngọc Béo và Hoàng Hương liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng thương xót trước thông tin cô Ngọc Béo đột ngột qua đời. Theo như bạn bè thân cận xác nhận, TikToker Ngọc Béo mắc bệnh ung thư gan quái ác. Trên trang cá nhân, bạn bè và người thân của Tạ Thị Ngọc cũng chia sẻ hình ảnh đám tang của cô được tổ chức tại nhà riêng. Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền, netizen cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ TikToker xấu số. Trước đó, chỉ vài tháng cô Ngọc Béo vẫn còn livestream ăn uống múc bàn trên mạng. Cô gây sốt khi ăn mâm cô hoàng đế, rổ trứng vịt lộn, con heo quay và nhiều loại món ăn khác. Tuy nhiên, việc ăn uống quá độ sẽ gây hại cho sức khỏe và đó có lẽ là một trong những lý do mà cô đã qua đời đột ngột vì căn bệnh ung thư. Trước đây, Ngọc Béo từng hợp tác với Hoàng Hương và xảy ra những vụ tranh cãi không đáng có. Đỉnh điểm, Hoàng Hương từng chia sẻ Ngọc Béo là một người tốt tính nhưng bị một cái nhược điểm là quá tin người. Hoàng Hương còn chê bai Ngọc Béo không có trình độ học vấn, không biết chữ, không tài năng, nhưng khi làm với Hoàng Hương thì được trả lương rất cao, phải đến 3 triệu đồng một ngày. Hoàng Hương cho biết cô và Ngọc Béo thực chất chỉ là mối quan hệ làm ăn, trả lương đầy đủ nên Hoàng Hương có quyền sử dụng hình ảnh của nữ TikToker. Không chỉ thế, sau khi rơi vào màu, Hoàng Hương còn phốt thành viên gia đình của Tạ Thị Ngọc là có một người chị gái rất xấu tính, chuyên đi nói xấu Hoàng Hương nên đã xảy ra tranh cãi.